Chào quý vị và các bạn đến với bản tin buổi 18 giờ thứ hai ngày 7 tháng 11 năm 2022 của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận. Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau đây. Ninh Thuận đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Quảng Ngãi giảm số lượng tàu cá, kiểm soát chặt khai thác thủy sản. Đắk Nông áp lực từ việc giữ rừng khiến nhiều lao động bỏ việc. Chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm lòng lề đường buôn bán khu vực vành đai chợ Thanh Sơn và một số thông tin đáng chú ý khác. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trong tháng 10, tổng vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước do tỉnh Ninh Thuận quản lý đạt 224,5 tỷ đồng, tăng 1,5% so với tháng trước và tăng 1,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh 165,8 tỷ đồng, tăng 18,2%, vốn ngân sách nhà nước cấp huyện 58,7 tỷ đồng, giảm 26,8%. Nguồn vốn đầu tư trong tháng chủ yếu thực hiện các dự án chuyển tiếp như đường nối từ trung tâm thị trấn Tân Sơn đi ngã tư Tà Năng Đức Trọng, dự án vệ sinh môi trường các thành phố Duyên Hải giai đoạn 2, tiểu dự án thành phố Phan Rang Tháp Chàm, khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tỉnh Ninh Thuận, mở rộng đường Văn Lâm Sơn Hải, đường đôi vào thành phố Phan Rang Tháp Chàm đoạn phía Nam, xây dựng bệnh viện y học cổ truyền tỉnh Ninh Thuận. Tính chung 10 tháng năm 2022, vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý ước đạt 1.556,8 tỷ đồng, tăng 19,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh 988,3 tỷ đồng, tăng 8,3%. Vốn ngân sách nhà nước cấp huyện 566 tỷ đồng, tăng 44,9%. Xác định việc ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất là một trong những giải pháp quan trọng thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho người dân. Thời gian qua, các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đã đẩy mạnh nghiên cứu, tạo ra những giống cây trồng vật nuôi và chuyển giao cho người dân áp dụng sản xuất, tạo ra những sản phẩm có giá trị kinh tế cao, đáp ứng nhu cầu thị trường. Với tiêu chí sản xuất, sản phẩm, chất lượng an toàn, Công ty cổ phần thực phẩm Cánh Đồng Viện đã ứng dụng các kỹ thuật công nghệ hiện đại từ sản xuất đến chế biến theo mô hình khép kín đạt tiêu chuẩn quốc tế, giúp công nhân các bộ phận vận hành thuận lợi, tăng năng suất lao động, tạo ra sản phẩm chất lượng đáp ứng nhu cầu thị trường. Công ty đã dùng công nghệ để giảm được sức người và sau đó là tăng năng suất lên mà sức lao động công nhân là nó khỏe đi, năng suất có, công nhân làm việc tốt và chất lượng cũng đạt. Cho nên là hiện tại là theo cái hướng công nghệ hóa thì công ty cũng đang cố gắng là nhập các máy móc thiết bị tốt nhất để về sản xuất. Để tạo ra sản phẩm nha đam chất lượng, công ty cổ phần thực phẩm Cánh Đồng Viện đã ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô, nhân giống và chuyển giao mô hình sản xuất chiên canh cây nha đam với hơn 100 hecta, đảm bảo vùng nguyên liệu phục vụ sản xuất chế biến sản phẩm. Hiện nay sản phẩm nha đam của công ty đã xuất khẩu đến hơn 20 quốc gia trên thế giới. Hiện nay công ty đã mong muốn là sẽ mở rộng diện tích trồng nha đam tại tỉnh với cái chính sách là bao tiêu cho người nông dân, và chúng tôi cũng sẽ có hỗ trợ về mặt kỹ thuật cũng giống như là con giống để cho bà con có thể phát triển nhanh cái vùng nguyên liệu tại địa phương. Nếu mà bán cái lá nha đam tươi thì đương nhiên là rất là khó, người tiêu dùng khó sử dụng và cũng khó vận chuyển và cũng khó bảo quản, nhưng mà khi đưa vào chế biến chuyên sâu thành ra một cái sản phẩm thạch nha đam hoặc là nước nha đam uống thì có thời hạn bảo quản là 12 tháng. Chúng tôi có thể xuất khẩu dễ dàng tiếp cận các khách hàng quốc tế và xuất khẩu tới 20 thị trường trên thế giới, đồng thời bán ra cả nước. Song song với đó thì cái sản phẩm nha đam này cũng được nâng cao giá trị, người tiêu dùng dễ chấp nhận trả cái giá cao hơn, và từ đó chúng tôi có cái điều kiện để tái đầu tư lại vùng nguyên liệu và thu mua cho bà con với một cái giá hợp lý để bà con tiếp tục phát triển lâu dài ổn định. Sau thời gian thử nghiệm, nhận thấy điều kiện thời tiết môi trường thuận lợi, công ty sản xuất giống thủy sản Nam Mỹ Ninh Thuận đã đầu tư hơn 50 hecta nuôi tôm công nghệ cao. Để tạo ra sản phẩm tôm chất lượng đạt tiêu chuẩn, công ty dành hơn 50% diện tích để xây dựng mô hình xử lý nước, đồng thời áp dụng quy trình nuôi 3 giai đoạn theo mật độ nuôi giảm dần số lượng để vừa rút ngắn thời gian nuôi, hạn chế mức độ ô nhiễm môi trường, tăng năng suất và tạo ra sản phẩm chất lượng. Để nó đạt được cái quy trình như thế này thì chúng ta thấy là cái thứ nhất là thời gian nuôi của mỗi giai đoạn thì chúng ta nuôi rất là ngắn cái thời gian. Nên là mỗi giai đoạn như vậy là đâu đó là khoảng cỡ 30 ngày thôi, thì cái mức độ ô nhiễm
trong cái môi trường thì nó sẽ bị hạn chế rất là nhiều. Như cái farm hiện tại là chúng ta đang ở cái mật độ giai đoạn thứ ba, là có nghĩa là tôm đang ở giai đoạn khoảng 50 đến 55 con với cái mật độ là 300 con. Trong 2 năm qua, các đơn vị doanh nghiệp trong tỉnh đã chuyển giao tiến bộ kỹ thuật công nghệ vào sản xuất với tổng diện tích hơn 170 hectare, nâng tổng diện tích sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đến nay đạt hơn 700 hectare, chiếm gần 40% tổng giá trị sản xuất nông nghiệp của tỉnh. Tỉnh cũng đã ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 có từ 3 đến 5 vùng nông nghiệp đáp ứng các điều kiện tiêu chí công nhận là vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tập trung trên lĩnh vực sản xuất giống thủy sản, các loại cây trồng như nho, táo, nha đam, dưa lưới, rau thủy canh. Ngành khoa học công nghệ tập trung các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, các hợp tác xã trong việc đổi mới ứng dụng công nghệ vào sản xuất, nhất là các sản phẩm đặc thù, các sản phẩm vừa rồi mà đã được chứng nhận OCOP như là 3 sao, 4 sao, và tiếp tục hỗ trợ cho các doanh nghiệp, các hợp tác xã trong việc áp dụng các mô hình việt gáp hoặc là đăng ký bảo hộ sở hữu công nghiệp và đổi mới sáng tạo. Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới Ninh Thuận sẽ tiếp tục quan tâm việc ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nhằm tạo ra những cây con đặc thù có giá trị kinh tế, nâng cao thu nhập cho người sản xuất và tạo ra bước đột phá về phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, phát triển tàu cá ồ ạt, cường lực khai thác quá mức trong khi nguồn lợi thủy sản cạn kiệt dẫn đến thu nhập của ngư dân giảm sút. Đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Tỉnh Quảng Ngãi đang tái cơ cấu nghề cá theo hướng giảm ngành nghề khai thác không thân thiện với môi trường, sử dụng ngư cụ mang tính hủy diệt, khuyến khích ngư dân đầu tư thiết bị hiện đại đánh bắt xa bờ và chú trọng quy hoạch phát triển nuôi thủy sản biển. Tỉnh Quảng Ngãi đã giảm số lượng tàu cá từ 5.700 tàu còn hơn 4.500 tàu, tiếp tục sắp xếp cơ cấu lại ngành nghề, số lượng phương tiện khai thác thủy sản phù hợp với thực tế và ngư trường theo hướng giảm dần tàu có chiều dài dưới 15 mét, khai thác vùng biển, ven bờ và vùng lộng. Giảm tỷ lệ tàu giã cào từ 31% hiện nay xuống còn 25%, khuyến khích ngư dân đầu tư trang thiết bị đánh bắt hiện đại, áp dụng kỹ thuật tiên tiến trong bảo quản sản phẩm sau khai thác để nâng cao giá trị gia tăng. Ta sẽ cơ cấu lại đầu tư tàu thuyền, giảm cái lượng tàu thuyền khai thác gọi là giã cào để cạn kiệt nguồn lợi. Chúng ta tăng cường các tàu thuyền mà khai thác ngoài khơi và đánh bắt những cái chủng loại đảm bảo chất lượng hơn và thời gian khai thác ngắn hơn. Tỉnh Quảng Ngãi đã xây dựng chương trình phát triển thủy sản tính đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với mục tiêu là khai thác thủy sản đi đôi với bảo vệ nguồn lợi thủy sản, nâng cao năng lực, hiệu quả khai thác hải sản xa bờ, phát triển nuôi trồng thủy sản trên cơ sở quy hoạch hợp lý mặt nước, diện tích đất có khả năng nuôi trồng theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, khuyến khích nuôi trồng các loài thủy sản có giá trị kinh tế cao để phát triển bền vững. Đã bắt đầu tính đến cái việc là một số vấn đề chuyển đổi cơ cấu chung của tỉnh, trong đó cơ cấu của ngành nông nghiệp, trong đó cơ cấu của vấn đề về cái lực lượng lao động trong cái khai thác, trong về khai thác để chuyển qua vấn đề về nuôi trồng, chuyển qua vấn đề về dịch vụ để chúng ta giải quyết cái bài toán của người dân. Chúng ta cũng nhằm mục tiêu cuối cùng là nâng cao cái hiệu quả và kinh tế, phát triển kinh tế ở của nhân dân vùng biển. Việc phát triển nóng tàu cá không tính toán, điều tra kỹ lưỡng nguồn lợi thủy sản, ngành nghề phù hợp nên hiệu quả khai thác không như kỳ vọng. Đời sống của một bộ phận ngư dân gặp khó khăn. Cơ cấu lại đội tàu khai thác thủy sản như tỉnh Quảng Ngãi đang thực hiện là việc làm cấp thiết, từng bước khắc phục các bất cập và hướng đến nghề cá bền vững. Bản tin tiếp tục với những nội dung đáng chú ý khác. Tại quảng trường Lâm Viên, thành phố Đà Lạt, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vừa phối hợp với Ủy ban dân tỉnh Lâm Đồng và Tổng công ty cổ phần bia rượu nước giải khát Sài Gòn tổ chức lễ trao giải thưởng Lương Định Cửu lần thứ 17 và trao giải cuộc thi dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2022. Năm 2022, ban tổ chức giải thưởng nhận được tổng số hồ sơ là 81 hồ sơ từ 45 tỉnh thành đoàn. Ban tổ chức đã lựa chọn 32 gương thanh niên xuất sắc nhất để trao giải thưởng Lương Định Cửu năm 2022 đến từ 30 tỉnh thành đoàn, trong đó có 25 nam, 7 nữ, 2 thanh niên là người dân tộc thiểu số.
Chương trình cũng trao giải cuộc thi dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2022 với một giải nhất, hai giải nhì, ba giải ba và ba giải khuyến khích. Trong đó, giải nhất cuộc thi đã thuộc về dự án Mang thịt chua đất tổ đến mọi miền Tổ quốc của tác giả Nguyễn Thị Thu Hoa đến từ tỉnh Phú Thọ. Có thể thấy, hành trình 17 năm của giải thưởng Lương Định Của đã khẳng định được uy tín trong xã hội và có ảnh hưởng sâu rộng đến thanh niên trong lĩnh vực nông nghiệp, nuôi dưỡng và thúc đẩy những khát vọng cống hiến trong mỗi thanh niên, trở thành hành động thiết thực trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tại phiên giao dịch việc làm cố định kỳ 1 tháng 11 năm 2022 do Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Ninh Thuận tổ chức, đã có 10 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng với nhu cầu gần 100 lao động. Cụ thể, có 3 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng trực tiếp gồm Công ty trách nhiệm hữu hạn Vàng Biển Đông, Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất giống thủy sản Minh Phú và Công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Úc Phước Dinh với tổng nhu cầu tuyển dụng 20 lao động ở các vị trí việc làm: kỹ sư xây dựng, kỹ sư điện, kế toán, bảo vệ, tạp vụ, lao động phổ thông. Ngoài ra còn có 7 doanh nghiệp trong tỉnh ủy thác cho Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh tuyển dụng 76 lao động ở nhiều ngành nghề. Phiên giao dịch việc làm thu hút hơn 30 lao động đến tham gia ứng tuyển. Kết thúc phiên giao dịch có 12 lao động khớp việc. Cũng liên quan đến vấn đề nguồn nhân lực, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Nông cho biết, 3 năm qua, khoảng 20% lực lượng bảo vệ rừng xin nghỉ việc hoặc chuyển công tác, khiến công tác bảo vệ rừng tại địa phương gặp nhiều khó khăn. Điển hình như tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Thác Mơ, huyện Tuy Đức, từ đầu năm 2022 đến nay, có 8 người xin nghỉ việc. Nguyên nhân do mức lương thấp, trung bình 6,5 triệu đồng mỗi người một tháng, điều kiện sinh hoạt khó khăn, áp lực từ việc giữ rừng cao. Mặc dù đơn vị đã nhiều lần thông báo tuyển dụng để bù vào số lao động nghỉ việc, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được hồ sơ ứng tuyển nào. Từ khi tôi về đây nhận công tác thì tổng số cán bộ công nhân viên chức của đơn vị là 25 người. Cho đến nay thì còn lại là 16 người. Thì trong năm 2022 á, thì đã có 8 đồng chí trong đơn vị đã nghỉ việc, xin nghỉ luôn. Thì vì áp lực công việc, rồi mức lương thấp, rồi là áp lực của các đối tượng lâm tặc, rồi áp lực của nhiều cái vấn đề trong vấn này đang đặt lên vai các đồng chí quản lý bảo vệ rừng chuyên trách. Nên vậy là các đồng chí là xin nghỉ. Ban Quản lý rừng phòng hộ Thác Mơ hiện đang quản lý bảo vệ gần 7.000 hectare rừng và đất lâm nghiệp, nhưng chỉ còn 16 người, gồm cả cán bộ quản lý và nhân viên. Tình trạng nhiều cán bộ nhân viên xin nghỉ việc, chuyển công tác đã làm dao động tâm lý của những người ở lại. Sau hơn 50 năm sử dụng, chợ Đầm Tròn, chợ Đầm Cũ đã xuống cấp. Do đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã quyết định đóng cửa chợ nhằm đảm bảo an toàn cho các tiểu thương và người dân mua sắm. Tuy nhiên, để đảm bảo tính khách quan, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố thuê đơn vị tư vấn là Trung tâm Quản lý Kỹ thuật và Kiểm định Xây dựng kiểm định lại toàn bộ công trình để có hướng xử lý thích hợp. Sau khi khảo sát, thí nghiệm, đo đạc và kiểm định, đơn vị vừa công bố báo cáo khảo sát, kiểm định công trình chợ Đầm Tròn. Theo đó, công trình không đáp ứng được yêu cầu sử dụng bình thường, xuất hiện tình trạng nguy hiểm cục bộ. Phần tường xây luôn trong tình trạng bị thấm ẩm, rêu mốc nặng, đã làm suy giảm khả năng chịu lực. Độ nghiêng công trình và các cột cũng đã vượt quá giới hạn cho phép. Bên cạnh đó, kết cấu cột dầm bê tông cốt thép cũng ở tình trạng đáng báo động. Việc này đã ảnh hưởng rất xấu đến khả năng chịu lực của kết cấu bê tông cốt thép khác. Theo Trung tâm Quản lý Kỹ thuật và Kiểm định Xây dựng, hiện tổng thể khả năng chịu lực của kết cấu đã bị xuống cấp nghiêm trọng. Về lâu dài, không thể đáp ứng yêu cầu sử dụng. Trung tâm kiến nghị chủ đầu tư, đơn vị quản lý nghiên cứu, giải pháp xử lý theo quy định về quản lý chất lượng công trình, không tiếp tục sử dụng để đảm bảo an toàn cho người và tài sản. Còn tại khu vực chợ Thanh Sơn, thành phố Phan Rang Tháp Chàm, tình trạng lấn chiếm vỉa hè lòng lề đường buôn bán đã diễn ra từ nhiều năm nay. Tình trạng này không chỉ cản trở giao thông mà còn làm mất mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường. Để chấn chỉnh tình trạng này, Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Rang Tháp Chàm đã chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Thanh Sơn xử lý triệt để các hộ dân cố tình vi phạm. Phản ánh của phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận. Thực hiện chỉ đạo của thành phố Phan Rang Tháp Chàm, Ủy ban Nhân dân phường Thanh Sơn phối hợp với Ban Quản lý chợ Thanh Sơn, Đội Quản lý Trật tự đô thị thành phố, Công an thành phố Phan Rang Tháp Chàm đồng loạt ra quân kiểm tra, lập biên bản đối với cái trường hợp lấn chiếm lòng lề đường tại khu vực vành đai chợ Thanh Sơn.
22 hộ buôn bán các mặt hàng cá, thịt, lấn chiếm lòng lề đường đều tự nguyện ký cam kết vào bán bên trong chợ. Tình trạng kéo cá bán vào ở khu vực xung quanh chợ Thanh Sơn đều được giải quyết dứt điểm. Hồi đó thì ai cũng ra hết, ai cũng lấn chiếm ra hết ấy, ra rí rồi bắt đầu giao thông coi như là không có đi lại, bị cản trở hết. Bây giờ nhà nước ở phường ra thì bây giờ trả lại cho đường, cái lòng đường này cho dân nó đi bộ đồ, thì tụi tôi cũng chấp hành, bắt đầu dọn lên hết, dọn lên trên lề hết, bán hết, đó là chấp hành gì hết rồi, là sáng đẹp hết. Mặc dù lực lượng chức năng thường xuyên tuyên truyền ra quân vận động người dân không lấn chiếm lòng lề đường buôn bán, nhưng do thói quen tiện đâu mua đó, bên cạnh đó ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân chưa cao, dẫn đến tình trạng này tiếp tục tái diễn, gây mất mỹ quan đô thị. Thực trạng đã bấy bao nhiêu năm nay là cái lòng chợ, vành đai chợ là đã bị lộn xộn và lấn chiếm lòng đường, đã cản trở tới cái việc giao thông đi lại của bà con. Thì qua đó thì địa phương cũng sẽ kiên quyết xử lý các cái trường hợp vi phạm cố tình lấn chiếm lòng đường làm nơi buôn bán để làm sao cái trả lại cái lòng đường cho bà con và cái phương tiện đi lại được thuận lợi hơn. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang Tháp Chàm, Ủy ban nhân dân phường Thanh Sơn đã lập biên bản nhắc nhở và xử lý 15 trường hợp các hộ dân cố tình vi phạm lấn chiếm lòng lề đường để kinh doanh buôn bán, đồng thời tổ chức cho các hộ ký cam kết không lấn chiếm lòng lề đường, tránh tình trạng hôm trước xử phạt, hôm sau người dân lại tiếp tục lấn chiếm lòng lề đường buôn bán. Bản tin 18 giờ hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận khép lại tại đây. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Sau đây là những thông tin dự báo thời tiết.